Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay lên sóng các bác một số bộ cần có độ dài từ 3m cho đến 3m9 cho anh em đánh lục đầu cần, đánh năng C, ba tiêu. Đấy. Hoặc câu biển nhá. Bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có cần. Cần này dài từ 3m đến 3m9 này. Đi máy Yolo. Đấy. KT 5000, rồi KT 5000. Hero KT 5000 Coloss, KT 5000 XT. Con này thì là cho động là 5.1:1 này, 7 bi trên 1 vòng này. Cối kim loại anh em nhé. Đấy, cối kim loại sẽ đi kèm một cuộn cước Shimano. Đấy, kèm một cuộn cước Shimano 3.14 chấm nhé, dài 100m. Đây là một bộ này sẽ gồm một cần, một máy và một cước. Thì bộ thứ nhất là bộ cần Gamma 83m này, có giá là 670.000, có giá 670.000 nhé. Bộ Gamma 83m có giá là 670.000 này. Bộ thứ hai là bộ USA Commando này, 45-36 nhé, của một cần. Đấy. Một cần, một máy và một cuộn cước, một cần, một máy, một cuộn cước nhé. Đấy, bộ này thì có giá là 910.000, bộ này có giá 910.000 nhé. Đấy. Bộ này có giá là 910.000 nhé. À 6630 nhỉ, 630 với lại bộ này có giá là 900.000, bộ này có giá 900.000 nhé. Bộ Commando 36 này. Đấy. Bộ Commando 39 này. Đấy, bộ Commando 39 này thì gồm một cần, một máy và một cước, thì bộ này có giá là 910.000. Đấy, bộ này có giá là 910.000 nhé. 910.000. Đấy, bộ thứ ba này có giá 910.000. Còn tiếp đến là chúng ta có bộ Supero CX 425. Ra đây. 425. Đấy, 3m6. Đấy. Supro CX 425 3m6. Có giá 740.000. Bộ này có giá 700, một cần, một máy nhá. Một cần, một máy và một cước. Có giá là 740.000 nhá, 740.000. Đấy. Có giá là 740.000. Và cuối cùng là chúng ta có bộ Supro AX 33 3m6, cũng gồm một cần, một máy và một cước, một máy 5.000 nhé. Đấy, máy 5.000. Đấy. Có giá là 900.000 nhé. Có giá là 900.000 cả bộ. Đấy, bộ này cũng có giá 900.000. Đấy, kia chúng ta có hai cây CX 36 này, hai màu, màu mận chín với màu bạc này. Còn mẫu Supro AXT 33-360 này thì có hai màu, màu xanh ngọc với lại màu xám, màu xám. Vậy các bộ cần này đây các bác, có các bộ cần này đấy. Giá rất là vừa túi tiền. Đấy, khoảng hơn 600.000 cho đến 910.000 nhé. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đấy, giá từ 670.000 cho đến 910.000 nhé. Đấy, có giá là 670.000 này. Bộ thứ hai có giá là
900 màn này, bộ thứ ba giá là 910 ngàn này. Bộ súp AX thì có giá là 900 ngàn này. Đấy. Còn bộ súp Gamma CX 36, 2536 thì có giá là 740 ngàn nhé. Bác nào cần mẫu nào thì alo cho em nhé. Có mẫu này để dành cho bác đánh lục đầu cần này, đánh năng C này, ba tiêu, đánh biển đều được nhé. Bác nào thích mẫu nào thì alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Đây là hàng của bạn Nguyễn Công Mạnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Tiếp theo là hàng của anh Lợi, ở Tây Hồ, Hà Nội. Đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Hồng, Tân Yên, Bắc Giang. Đây là hàng của bạn Ma Văn Tài, Sóc Sơn, Hà Nội. Kêu với súp. Đây là hàng của bạn Nông Văn Mạnh, Nông Mạnh Hùng ở Yên Thế, Bắc Giang. Còn đây là hàng của anh Trinh, Cầu Giấy, Hà Nội. Về súp. Đây là hàng của Đặng Quốc Vũ, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là hàng của Ngô Văn Dũng, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Còn đây là hàng của Trần Toàn, Minh Phú, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là hàng của bạn Nguyễn Tuấn Anh ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Còn đây là combo mồi trôi của bạn Đinh Văn Quý, Ba Vì, Hà Nội. Đây là đơn hàng của Đặng Văn Toàn, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hàng của bạn Hoàng Văn Tiến ở Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Còn phục tai. Đây là đơn hàng của Đặng Văn Toàn, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.